Phần cập nhật của chúng tôi về sự kiện đáng chú ý của ngành tài chính mấy ngày qua, đó là Hội nghị Việt Nam Access Day 2014 diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 3. Phóng viên chúng tôi sẽ tường thuật về một trong những điểm nóng đáng chú ý của hội nghị hôm nay, mô hình quỹ đầu tư ETF. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trở về từ hội nghị kết nối các nhà đầu tư Việt Nam Access Day 2014. Đây là nơi gặp gỡ giữa các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế với các định chế tài chính Việt Nam cũng như đại diện một số cơ quan chức năng trong ngành tài chính Việt Nam. Hội nghị đã bước sang ngày thứ hai, ngày 19 tháng 3. Đây cũng là ngày gặp gỡ cuối cùng giữa giới đầu tư quốc tế với các đối tác trong nước. Bên cạnh nhận định có tính tích cực dần về thị trường chứng khoán Việt Nam, về thị trường bất động sản, về hệ thống ngân hàng, thì một trong những điểm mà các nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm đó là các công cụ mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có mô hình quỹ đầu tư ETF. ETF là gì? Thưa quý vị, ETF thực ra là một quỹ đầu tư dạng mở, là quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể nào đó. Danh mục của ETF vì vậy sẽ là một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng. Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi có được thì quỹ ETF đầu tiên nội địa Made in Việt Nam sẽ ra đời vào khoảng quý 2 năm nay. Đây là quỹ ETF do công ty quản lý quỹ VFM khởi xướng, huy động vốn và trực tiếp quản lý. Quỹ ETF này được xây dựng dựa trên cơ sở là chỉ số VN30. Đây là chỉ số đại diện cho 30 blue chip hàng đầu tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Và thưa quý vị, hiện tại thì công tác chuẩn bị cho giao dịch, hệ thống thanh toán cũng như lưu ký đảm bảo cho sự vận hành của quỹ ETF nội địa đầu tiên gần như đã được hoàn tất, và hy vọng là giới đầu tư sẽ nhanh chóng có thêm một cái cách thức rót vốn hiệu quả khác vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong một tương lai không xa.